Ngọc Huyền được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam sau 15 năm. Sau gần 15 năm sinh sống và làm việc tại hải ngoại, nghệ sĩ Cải Lương Ngọc Huyền đã được cấp phép và biểu diễn ở trong nước sau nhiều lùm xùm về danh hiệu cũng như công việc. Ngày 20 tháng 10 sắp tới, nghệ sĩ Ngọc Huyền sẽ chính thức có một đêm nhạc riêng với chủ đề Chăm nhớ ngàn thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Ngọc Huyền cho biết nghệ sĩ được cấp phép biểu diễn tại phòng trà Huy ngày 20 tháng 10. Đây không chỉ là đêm nhạc khán giả yêu mến gặp gỡ giao lưu Ngọc Huyền mà còn là dấu mốc đáng nhớ của Ngọc Huyền khi cô chính thức được cấp phép biểu diễn ở Việt Nam. Nghệ sĩ Ngọc Huyền đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép biểu diễn tại Việt Nam từ ngày 15 tháng 9 đến 31 tháng 12 năm 2017 tại Việt Nam. Ngọc Huyền chia sẻ, cô rất vui vì chờ đợi bao nhiêu năm mới có một đêm nhạc riêng gặp gỡ khán giả quê nhà. Vì thế cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng các bài tân nhạc, cổ nhạc đáp lại sự yêu mến của khán giả. Ngọc Huyền dự định thể hiện các bài Đêm tâm sự, duyên phận, con đường xưa em đi, chiếc áo bà ba, bảy ngày đợi mong, chăm nhớ ngàn thương và một số tiết mục cải lương bùng nổ dành cho khán giả. Nghệ sĩ Ngọc Huyền sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Cô đi hát từ năm 14 tuổi và có nhiều thành tích như hai huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, huy chương vàng Trần Hữu Trang, diễn viên được yêu thích nhất của giải Mai Vàng. Năm 2001 cô được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Giữa năm 2002, sau thời gian sang Mỹ biểu diễn bằng con đường du lịch, có quyền ở lại và lập gia đình. Tại hải ngoại, bên cạnh hát cải lương, cô còn thử sức hát tân nhạc và được đông đảo bà con kiều bào đón nhận và tạo được nhiều dấu ấn.